cậu bé Tiểu Mạch đang nhặt đồ chơi thì không may cánh tay bị động cơ của máy cày làm đứt lìa khỏi thân. Người mẹ bò lại gần với em, anh trai hoảng sợ xin mượn xe để đưa em đến bệnh viện gần nhất. Mẹ trách anh trai đã không đưa em về nhà mà mang theo đến chỗ làm. Anh cố gắng chạy nhanh nhất có thể, buồn thay đồ chơi mà em chơi lại chính do anh tặng cho cậu bé. Lúc này nhìn cậu bé anh cảm thấy tội lỗi. Một giờ sau khi xảy ra tai nạn, ba người đến một khu vui chơi, nhưng không thể nào đi qua được, anh bấm còi thì người đi đường quát nạt. Khi lại gần thấy cánh tay thì ông sẵn lòng giúp, dùng loa kêu gọi mọi người bắt đầu nhường đường cho cậu, tình người thật cao cả vào lúc này. Người anh cảm ơn rối rít lái xe qua. Tiểu Mạch an ủi mẹ đừng khóc rồi con cũng sẽ khỏi thôi. Gặp đèn đỏ nên anh đã vượt, cảnh sát biết tình hình liền gọi về trung tâm yêu cầu hỗ trợ, lập tức một xe cứu thương di chuyển. Nhờ sự hỗ trợ của cảnh sát, cả ba đã có thể lao vun vút, trung tâm mở cả đèn xanh để có thể đến xe cứu thương nhanh nhất đưa cậu bé lên xe và di chuyển đến bệnh viện. Bây giờ là 22 giờ cậu bé được đưa vào bệnh viện. Tiểu Mạch bắt đầu khóc nói đau, bác sĩ dỗ đừng khóc, càng khóc cháu càng chảy máu nhiều hơn. Người mẹ đã được đưa ra bên ngoài. Các bác sĩ cho tiêm thuốc giảm đau và băng bó lại vết thương, theo dõi dấu hiệu liên tục. Bác sĩ đưa ra hai lựa chọn, một là cứu sống cậu và băng bó vết thương, hai là ghép tay lại, nhưng tỷ lệ thành công cao nhất là ở bệnh viện Urumqi. Người mẹ nghe xong liền ngất xỉu. Do căng thẳng và tụt huyết áp, bà được đưa vào phòng nghỉ. Vì mẹ đã ngất nên anh trai có quyền quyết định, người anh sợ hãi không biết nên làm gì. Bác sĩ hối thúc cậu mong chóng đưa ra quyết định. Vì càng mất nhiều thời gian thì em trai càng yếu. Mẹ cậu đã ngất nên hãy là đàn ông và đưa ra quyết định nhé chàng trai. Lúc này là 22 giờ 30, giám đốc gọi điện cho bác sĩ Lin để hỏi xem anh có thể bay qua phẫu thuật được không, nhưng không có chuyến bay nào đến Hào Điền. Bởi vì khoảng thời gian bị thương đến lúc phẫu thuật không được quá 8 giờ, bởi rủi ro phẫu thuật sẽ tăng lên, nhưng do bé còn nhỏ nên sẽ có nhiều rủi ro. Bị thương lúc 7 giờ 30 phút nên phải được nối trước 3 giờ 30 phút, chuyến bay đến Urumqi chỉ còn 1 tiếng nữa, cất cánh cần di chuyển gấp. Các bác sĩ bọc cánh tay lại, người anh xin thêm thuốc giảm đau. Giám đốc cho biết đã nói dối đứa trẻ không được dùng thuốc giảm đau, dùng sẽ làm ảnh hưởng tới huyết áp và gây nhiều rủi ro hơn. Cậu dặn giám đốc nó với mẹ khi tỉnh dậy là chắc chắn sẽ giữ được cánh tay của em. 22 giờ 40 phút tại sân bay, một tiếp viên vừa nói chuyện với con trai xong, hứa ngày mai sẽ về sớm và mang quà khủng long về. Một gia đình mẹ chiều hư con làm ông bố phát bực. Đúng lúc hành khách di chuyển vào máy bay, cơ trưởng thì quyết tâm hôm nay sẽ được về sớm, cơ phó cho rằng cũng như lúc trước sẽ trễ 4 tiếng cho xem. Lúc này trên xe cứu thương cậu em bắt đầu gọi mẹ, người anh bắt đầu giải thích đây là chuyến đi của hai người đàn ông. Tất cả đã lên máy bay, tổng cộng đã đủ 128 hành khách. 23 giờ 32 phút cơ phó gọi đài chỉ huy cho phép khởi động, máy bay bắt đầu di chuyển, cửa hành khách đã đóng. Lúc này tại bệnh viện Urumqi họp khẩn chuẩn bị nhận bệnh nhân khoảng 2 giờ sáng, nhưng giám đốc đã gọi báo máy bay đã cất cánh không thể đến kịp. Bảo vệ nhất quyết ngăn không cho họ vào, nhưng anh đã cho họ thấy tay em trai mình, họ liền gọi chỉ huy đến xem xét tình hình. Trực tiếp gọi đài chỉ huy báo cáo tình hình. Phi cơ nhận được tin một em bé nguy kịch, nếu không lên chuyến này thì sẽ bị mất một cánh tay. Cơ trưởng muốn đài chỉ huy liên lạc với trung tâm ở Urumqi xin gia hạn giờ đóng cửa sân bay, thuận lợi mọi người nhanh chóng di chuyển lên máy bay. 23 giờ 47 phút tiếp viên thông báo khẩn thiết, nếu có hành khách nào có thể nhường chỗ vì máy bay đã đầy. Lúc này cậu bé đang được đẩy lên máy bay phải trở lại, vì cần có 3 hành khách đồng ý nhường chỗ. Hai bố mẹ lúc này muốn nhường nhưng sợ con trai không đồng ý. Vì không có hành khách nào tự nguyện, nên tiếp viên trưởng đã thông báo 3 hành khách làm thủ tục cuối cùng rời đi. Nhưng không thể, vì họ cùng một ban nhạc phải biểu diễn vào sáng mai, xin họ chọn người khác. Tiếp viên chỉ có thể xin lỗi mong họ hợp tác, thời gian quá gấp gáp mọi người dần tuyệt vọng. Trên máy bay cậu con trai đang ngủ cho rằng, không phải vấn đề lớn lao để cậu và gia đình rời đi. Họ như những anh hùng giữa đời thường. Người anh bế cậu vào chỗ nằm, chỉ huy dặn tiếp viên không được để cậu bé ngủ suốt giờ bay, không được để cậu khóc vì chỗ băng có thể chảy máu, không được để cánh tay trong tủ lạnh, chỉ có thể bảo quản nơi có nhiệt độ thấp với đá. Tiếp viên có chút lo lắng khi biết đây là cánh tay của cậu bé. Trước 3 giờ 30 cậu bé cần được nối, cơ trưởng đã nghe rõ và di chuyển ra đường lăn. 12 giờ 9 phút máy bay được phép cất cánh, mang theo hy vọng cho người anh trai và cả Tiểu Mạch. Bác sĩ Lin định nghỉ ngơi thì nghe tin cậu bé đã lên máy bay liền vội vã chuẩn bị ca phẫu thuật. Cơ trưởng lúc này yêu cầu mở đường thẳng đến Urumqi để tiết kiệm thời gian bay, nhưng vì sẽ bay qua khu vực cấm bay phải xin phép không quân. Không quân đã nhận được thông báo yêu cầu mở đường bay cho phép bay thẳng đến Urumqi, chỉ huy báo cáo cho các chiến đấu cơ tránh máy bay dân dụng. Nhận lệnh cá mập 1 và 2 bay hướng Tây, cá mập 3 và 4 hướng 90 độ vào không phận 9. Máy bay được phép rẽ phải tiết kiệm được 10 phút, mong là sẽ giúp được cậu bé. Tiếp viên thấy cậu bé bắt đầu chảy máu thông báo nếu có ai là bác sĩ hay y tá thì xin giúp đỡ, nhưng trên chuyến bay không có ai. Tiếp viên chỉ được đào tạo với y tế cơ bản nên đã xin phép băng bó cho bé. Vì quá đau nên cậu đã khóc. Xin lỗi vì làm con đau một lúc nữa nhé.
một người đàn ông lưỡng lự định cậu bé, mọi người đều chăm chú theo dõi. Cô làm xong rồi, con là em bé dũng cảm nhất. Người đàn ông thở phào ngồi xuống, hóa ra anh là bác sĩ Lưu. Vài tiếng trước gặp giám đốc xin nghỉ việc vì quá ám ảnh là do lỗi của mình đã khiến một gia đình rơi vào tang thương. Tiếp viên lúc nãy rất bình tĩnh, nhưng ở một mình đã bật khóc vì thương cậu bé. Người mẹ lúc này cũng đã tỉnh lại và được giám đốc thông báo rằng hai anh em đã đi Urumqi. Một tiếp viên trẻ khi nghe cần giữ lạnh cho cánh tay thì đã hoảng sợ. Tiếp viên trưởng động viên cô luôn cần học để xử lý tình huống. Cậu bé lúc này dường như đang thở gấp, bác sĩ Lưu thấy vậy liền muốn xem nhưng bị can ngăn. Anh nhận mình là bác sĩ thì mọi người bắt đầu trách móc sao không giúp sớm hơn. Theo quy trình cần xem chứng chỉ hành nghề, nó ở trong ba lô. Anh xin ống nghe tim phổi, em cậu đang thở gấp nguy cơ bị tràn khí màng phổi. 50 phút nữa máy bay mới hạ cánh, quá trễ. Bác sĩ đeo găng tay y tế cắt áo cậu ra, bông băng gạc với dung dịch sát trùng, chấm vào và thoa lên da. Bơm nước muối vào ống tiêm, anh trai lo lắng, bác sĩ Lưu nói rằng cần làm giảm tràn khí màng phổi. Nhưng đúng lúc này máy bay rung lắc dữ dội, đang vào vùng nhiễu động mọi người về chỗ kéo dây an toàn. Đợi đến khi hết rung lắc, bác sĩ Lưu đâm vào và kéo dần dần ống tiêm, cậu bé đã thở lại bình thường, thật may mắn. Tiếp viên xin lỗi anh chuyện lúc nãy vì là thủ tục cần thiết, nhờ anh để mắt tới bé, người anh cũng động viên tiểu mạch giữ nhịp thở. Cơ trưởng nhờ tiếp viên đưa chút tiền mặt cho anh trai, tiếp viên còn tặng cậu bé khủng long mà cô mua cho con trai. Một lát sau cô đi kiểm tra nhìn tiểu mạch và thắc mắc cậu bé ngủ say, bác sĩ đã dặn không được để cậu ngủ say, rồi tiếp viên phải bật hoạt hình giúp cậu bé tỉnh lại. Hành khách ai nấy cũng đang ngủ nên đã thắc mắc, cô cố gắng nói to bên tai của cậu bé. Anh trai bật khóc xin em trai tỉnh dậy, chưa bao giờ nói rằng anh thương cậu. Mọi chuyện đang dần tuyệt vọng thì ban nhạc lúc nãy bắt đầu kéo đàn guitar, một cô bé cất giọng hát, cả máy bay cùng cất tiếng hát, đâu đâu mọi người cùng mang đến hy vọng cậu bé sẽ tỉnh dậy. Kỳ tích đã đến, tiểu mạch bắt đầu gọi mẹ, tiếp viên đã nhận làm mẹ của cậu, mẹ sẽ luôn bên con. Con nhớ mẹ lắm, đúng là tình người trong lúc khó khăn là quý giá nhất. Mọi người cùng nhau cổ vũ cậu bé cố vượt qua. 1 giờ 18 phút đang ở độ cao chuẩn bị hạ cánh xuống Urumqi, yêu cầu được ưu tiên hạ cánh. Ở mặt đất xe cứu thương đã chờ sẵn, gió mạnh thổi từ trái qua xin chú ý. Cơ trưởng quyết định hạ cánh vì mọi chỉ số ở mức không đáng ngại, thuận lợi hạ cánh xuống. Tiếp viên cảm ơn tất cả hành khách và xin lỗi vì trễ chuyến bay, cùng nhau mang lại sự an toàn cho cậu bé. Chuyến bay đã đến nơi, mọi người đã cùng nhau làm được nhưng chuyện vẫn chưa kết thúc. Cậu bé thở gấp có lẽ cần thở oxy, theo dõi chức năng tim phổi cho cậu bé. 1 giờ 36 phút sáng chúng ta tiết kiệm 17 phút cho em ấy. Bác sĩ Lưu gọi thông báo cho bác sĩ Lin về tình hình của cậu bé. Anh gọi cho giám đốc chia sẻ về chuyến đi gặp cậu bé nhưng không muốn giúp, về sau không thể để cậu bé như thế. Bản năng nghề nghiệp mách bảo tôi giúp cậu bé. Cảm ơn giám đốc đã giữ tôi lại ở khoa chỉnh hình, hy vọng tôi hôm nay tôi không làm sai, giám đốc còn nhận tôi không? 2 giờ xe cứu thương băng băng nhanh nhất có thể đến bệnh viện, sau 12 phút được đẩy vào, các bác sĩ tiếp nhận lấy cánh tay mang vào phòng bóc tách. Kiểm tra mắt của cậu bé, đánh giá tiền phẫu thuật, bệnh nhân bị tràn khí màng phổi cấp tính, nghi ngờ tai nạn đã gây ra chèn ép mạnh lên ngực. Bé bị dẫn lưu màng phổi, theo dõi chặt chẽ tình hình tim mạch, một loạt đánh giá tiền phẫu thuật. Rửa sạch cánh tay, đây là phần bị gãy cần nối ngay lập tức, thư giãn nào ngủ đi nếu cháu thấy mệt nhé. 3 giờ 9 phút dây thần kinh bị tổn hại nhiều, cần phải cắt tỉa gọn gàng. 3 giờ 15 phút bắt đầu nối, chảy máu nhiều, huyết áp đang giảm còn 65, dấu hiệu sinh tồn của bé đang rất thấp, nếu tiếp tục có thể đe dọa tính mạng. Cho tôi 2 phút đừng bỏ cuộc, với bác sĩ chỉ cần 2 phút cũng cứu được bệnh nhân, được rồi phải giữ huyết áp tăng đều. Chuyển dịch cho đứa bé, lấy thêm máu, nối lại, cắt chỉ, khâu lại mạch máu. Sẵn sàng sử dụng chất cầm máu, rút ra máu lưu thông nhưng sao tay chưa hồng hào lại, nó có thể bị co thắt mạch. Bác sĩ Linh liền vuốt cánh tay, từ từ nắm lấy bàn tay cậu bé cùng với hy vọng của người anh trai lẫn người mẹ. Kỳ tích đã xuất hiện, cánh tay hồng hào trở lại rồi. Đúng vào lúc 3 giờ 30 phút mọi người đều vui mừng, và tiểu mạch tỉnh dậy nhìn con khủng long vui đùa. Gặp lại mẹ, cái nắm tay của tình mẫu tử, mẹ đã không thể ở bên con lúc con cô đơn, nhưng mẹ đã ở đây để con biết rằng con sẽ thành công. Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ cậu bé, mọi người đã luôn giúp đỡ cậu. Không biết một cậu bé còn nhỏ như thế khi mất một cánh tay sẽ phải đối mặt với những gì trong tương lai. Bộ phim được chuyển thể từ câu chuyện có thật về các bác sĩ, thành viên phi hành đoàn, hành khách, cảnh sát và nhiều người khác thuộc mọi tầng lớp xã hội ở Tân Cương. Họ đã đi 1.400 km để giải cứu và nối thành công cánh tay của cậu bé bị đứt lìa. Bộ phim cũng nhắc nhở hãy luôn để ý tới những đứa trẻ, tai nạn có thể ập đến bất cứ lúc nào. Xem bộ phim mình đã khóc vì tình người trong lúc hoạn nạn, sự cố gắng chữa trị của các bác sĩ, nhất là bác sĩ Lưu dù ám ảnh, anh vẫn can đảm vượt qua giúp cậu bé được tái sinh thêm một lần. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Mạn Review.